Thầy xin chào tất cả các bạn nhé. Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. Thì thầy và các bạn sẽ bắt đầu từ quyển ISL số 1 này các bạn nè. Thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái bài đọc hiểu á. Trong những quyển ISL, từ quyển số 1 cho tới quyển số 17 các bạn nha. Và nếu có quyển 18, 19, thầy sẽ hướng dẫn luôn. Nếu bạn bắt đầu, thì bạn sẽ đi tới đích các bạn nha. Thì ở các video đầu tiên đó bác, thầy đang hướng dẫn cho các bạn cái quyển số 1 rồi nè. Và chúng ta đã xong hai bài đọc hiểu rồi các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài đọc hiểu thứ ba các bạn nè. Thì cái quyển số 1 này đó, cái phần đầu tiên là phần nghe. Các bạn hãy cố gắng tự học nè. Các đề thi chuyên Anh học sinh giỏi quá, ngày càng họ ra cái phần nghe ở trong đây rất là nhiều. Hãy cố gắng nghe các bạn nha. Để mà nâng cao cái khả năng nghe của mình. Thì bài đọc hiểu đầu tiên, thầy đã hoàn thành một cái video cực kỳ chi tiết ở trên YouTube các bạn nha. Đây chính là cái bài về tự luận, tự vựng lịch sử của lửa các bạn nè. Và thầy và các bạn cũng đã hoàn thành xong một cái bài đọc hiểu thứ hai. Chính là một cái bài đọc hiểu về bảo vệ môi trường các bạn. Về các chương trình bảo tồn thiên nhiên các bạn nè. Và hôm nay thầy và các bạn sẽ qua một cái bài đọc hiểu thứ ba của cái test số 1, quyển IELTS số 1 các bạn nha. Chính là cái bài này các bạn nè. Đây. Chính là cái bài nói về kiến trúc các bạn nha, là quyển này. Là cái bài này nè. Bây giờ thầy và các bạn sẽ làm chi tiết từng câu một các bạn nha. Thầy xin nhắc lại các bạn nè. Thầy xin nhắc lại nè. Cái để học tốt cái quyển ISL số 1 này đó quá và những quyển sau này đó thì thầy có soạn cho các bạn từ vựng các bạn nè. Đó, thầy vừa soạn cực kỳ chi tiết luôn. Thì bạn có thể thấy nè, ở trong đây nè, thầy ghi ký hiệu từ vựng và soạn cho bạn cực kỳ chi tiết các bạn nha. Quyển này thầy sẽ chia sẻ cho các bạn sau khi thầy hoàn thành xong một quyển ISL bạn nha. Tóm lại xong hết thầy sẽ gửi cho bạn một lần luôn bạn. Bây giờ thì thầy chưa gửi các bạn nha. Các bạn cứ theo dõi page và khi thầy xong thầy sẽ scan và gửi trên page cho các bạn tải nha. Đó, từ vựng cực kỳ chi tiết các bạn nè. Thì hôm nay nè, thầy hướng dẫn cho các bạn cái bài đọc hiểu số 3 đó thì nó về từ vựng ở kiến trúc các bạn nha và lịch sử của kiến trúc thì đây là từ vựng danh sách từ vựng các bạn nè đó các bạn chỉ cần tra từ điển là nó sẽ ra hết tuy nhiên thầy soạn ra để cho các bạn dễ học các bạn nha đó soạn ra các bạn dễ học để học tốt các bạn cần tham khảo cái quyển này của thầy hoặc là các bạn tra từ điển nha đó tra từ điển thầy xin nhắc lại nè thì hiện tại đó ở trên page của thầy đó tài liệu rất là nhiều các bạn nha các đề thi chuyên Anh học sinh giỏi nè Destination B1, B2, C1, C2 các bạn nha và ở các tuyển tập đề thi học sinh giỏi lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 các bạn nha và rất nhiều luôn đề thi chuyên khắp các tỉnh thành trên đây đó bạn có thể tham khảo thêm bạn tải bạn cứ search ở Google học với Auto Channel vào trang bì của thầy mà tải các bạn nhé mà tải rồi bạn Linh Giang hỏi thầy thầy có file sách K1 không thì cơ bản rằng những quyển sách này có bản quyền đó em nên thầy sẽ không gửi đâu nhưng mà em tải Google rất là dễ luôn em nha em lên Google em search cho thầy Cambridge từ 1 tới 17 nó có hết trên đó luôn em phải tự đọc tự tải nha tải tài liệu là một kỹ năng để mà em có thể đổ chuyên Anh học sinh giỏi đó em còn nếu em tải không được thì thầy nghĩ rằng sẽ không có ổn nha không có ổn em là một thế hệ trẻ phải biết dùng internet phải tải tài liệu còn tải không được là thầy không còn gì để nói luôn rồi bây giờ các bạn nè đây là một cái đoạn văn đọc hiểu thì bạn nào mà không có từ vựng tốt thì thầy tin chắc rằng bạn đọc cái bài đọc hiểu này bạn sẽ rất là dễ buồn ngủ nha rất là dễ buồn ngủ
nếu như bạn không có từ vựng tốt. Bạn thấy không? Ở cái bài đọc hiểu của chúng ta đó, nhìn vô toàn chữ không bạn nè. Toàn chữ không các bạn nha. Thầy Phật mới nó giống như là cái quyển sách gốc á, để cho các bạn tiện theo dõi các bạn nè. Đó, nhìn sơ qua cái câu hỏi nha. Thì bạn nào sở hữu từ vựng nhiều thì bạn sẽ rất là dễ làm bài tập nha. Khi từ vựng bạn giỏi đó thì những kỹ năng như là scanning nè, skimming nè, tự động bạn biết luôn các bạn. Chả ai nói bạn bạn biết luôn. Phải cố gắng nâng cao từ vựng các bạn nha. Rồi nâng cao kỹ năng làm bài. Thì đây là câu hỏi từ 2935 của bạn nè. Các bạn nhìn vào trong cái bảng này các bạn thấy nè. Thì cái cột đầu tiên đó, đây là giai đoạn thời gian nha. Đây là giai đoạn thời gian. Còn bạn thấy nè, đây là phong cách của mỗi giai đoạn thời gian. Còn chỗ này đó, đây chính là vật liệu xây dựng. Còn đây chính là đặc điểm của cái giai đoạn thời gian nè. Các bạn nha. Thì bạn nhìn nè. Ở cái giai đoạn thời gian của chúng ta nè, ở trước thế kỷ 18 rồi những thập kỷ 1920 tiếp tục nè, từ những năm 1930 tới năm 1950 nè. Thì đây giai đoạn thời gian bạn nha. Còn đây nè là phong cách của kiến trúc. Căn cứ trong bài đó, bạn thấy rằng đây là phong cách của kiến trúc các bạn nha. Thì ở đây tôi ví dụ cho bạn nè. Trước thế kỷ thứ 18 thì phong cách là truyền thống các bạn nha. Và vật liệu xây dựng là gì đó thì bạn tìm trong bài nhé. Rồi đó, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm từng câu một các bạn nha. Các bạn lưu ý là thầy đi chậm chậm thì tìm thông tin chậm chậm, bởi vì chúng ta đang ở giai đoạn nâng cao từ vựng và học cách dịch đoạn văn các bạn nha, cho nó trôi chảy, chứ không phải là giống như các bạn đi thi các bạn trong vòng 20 phút phải tìm ra thông tin. Bạn phải làm được ra. Ở đây thầy đi rất chậm. Rồi bây giờ thầy nhìn các bạn này nè. Đây các bạn, giai đoạn thời gian trước thế kỷ 18 và phong cách của nó là truyền thống. Người ta đã cho ví dụ. Và mục tiêu của thầy đó, thầy sẽ đi tìm cái vật liệu xây dựng trước thế kỷ thứ 18. Rồi thầy đi tìm nha. Thầy sẽ đi tìm từng bước một nha. Rất chậm. Bạn nào mà học giỏi đó, xuất sắc thì video của thầy có lẽ sẽ không phù hợp với bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm bạn nè. Thầy sẽ đi tìm chỗ nào mà có thế kỷ thứ 18. Rồi thầy đọc, thầy tìm thông tin cái nào liên quan tới cái đó nha. Rồi. Thì bài của chúng ta đó, bạn thấy nè, đây là kiến trúc và vươn tới bầu trời. Thì đây chính là cái tựa đề của cái bài đọc của chúng ta. Các bạn có thể hình dung được là sự phát triển của kiến trúc qua giai đoạn thời gian. Và cái từ đó là vươn tới bầu trời. Có nghĩa rằng kiến trúc càng ngày càng phát triển và nó càng ngày càng nhiều kiến trúc liên quan đến những tòa nhà cao tầng. Ý là vậy các bạn nha. Đây, chúng ta sẽ đi tìm thông tin các bạn nè. Chúng ta sẽ đi tìm thông tin nha. Thì kiến trúc là nghệ thuật và khoa học nè của việc thiết kế các tòa nhà và cấu trúc các bạn nha. Thì một cái tòa nhà đó các bạn, nó phản ánh thành tựu về công nghệ và khoa học của thời đại, cũng như những ý tưởng và cảm hứng của người thiết kế và người sử dụng hay là khách hàng yêu cầu thiết kế đó. Thầy chưa thấy thế kỷ thứ 18 bạn nha. Rồi thầy đi tìm tiếp nè. Đó, cơ bản rằng mục đích của thầy đó, thầy tìm thông tin và để thầy dịch nguyên cái bài này để cho các bạn hiểu. Thì sự xuất hiện của những tòa nhà riêng rẽ đó, tuy nhiên nó thường gây tranh cãi. Vẫn chưa thấy thế kỷ thứ 19. Rồi tiếp tục các bạn nè. Thì việc sử dụng của một cái phong cách kiến trúc á, không thể nào được nói là để bắt đầu hoặc hoàn thành vào một ngày cụ thể. Ý nói rằng á, vào thế kỷ thứ mấy, chứ không thể nào nói ngày mấy, cái kiến trúc nó ra đời. Các bạn nha, tiếp tục các bạn nè.
thì chúng ta cũng không có thể nói chính xác ở cái mà đặc trưng cho, điển hình hóa cho một cái phong trào cụ thể rồi, một cái phong trào kiến trúc cụ thể. Thầy cũng chưa thấy thế kỷ thứ 18 luôn. Nhưng mà nguồn gốc của cái mà chúng ta được biết ở chung chung á, là kiến trúc hiện đại, có thể được truy ra từ, có thể được suy ra từ những thay đổi về công nghệ và xã hội nè của thế kỷ thứ 18 và thế kỷ thứ 19. Rồi bây giờ đó, bây giờ thầy đã thấy được thế kỷ thứ 18 và thế kỷ thứ 19 quá. Thì thế kỷ thứ 18, thế kỷ thứ 19 này, bạn thấy nè, người ta sắp xếp thế kỷ thứ 18, thế kỷ 19 đó là kiến trúc hiện đại. Các bạn nha, đây là kiến trúc hiện đại. Thầy chưa tìm được cái thông tin mà thầy cần tìm, đó chính là trước thế kỷ thứ 18 bạn nè. Đây, trước thế kỷ thứ 18 nha, thầy chưa tìm được cái thông tin này. Các bạn nha, thầy chưa tìm được. Và trước thế kỷ thứ 18, người ta sử dụng cái ở cái phong cách của cái giai đoạn này là truyền thống. Rồi, thầy suy luận nè, thầy tìm nha, thầy suy luận bạn nè. Tiếp tục đây. Rồi thầy đọc câu tiếp theo bạn nè. Thì thay vì sử dụng gỗ, đá và những cái công nghệ xây dựng truyền thống, thì các kiến trúc sư đó bắt đầu để mà khám phá ra những cách tạo ra những tòa nhà bằng cách sử dụng cái công nghệ mới nhất và vật liệu mới nhất như là thép nè, thủy tinh nè và vân vân. Thì tóm lại đấy bác, trong bài chúng ta hãy nha, thế kỷ thứ 18 trở đi đó được xem là kiến trúc hiện đại. Thì kiến trúc hiện đại thay vì sử dụng gỗ và đá và những công nghệ xây dựng truyền thống, thì kiến trúc hiện đại đó bắt đầu khám phá ra những cái cách này. Thì ý của cái bài này đó, ý của cái bài này đó có nghĩa rằng trước thế kỷ thứ 18 phong cách là truyền thống, và cái vật liệu người ta xây dựng á, người ta sử dụng á, là gỗ và đá này. Vậy thì đây là cái thông tin mà thầy tìm được các bạn nha. Và đáp án của chúng ta chính là gỗ phẩy đá. Rồi, thầy kéo xuống các bạn nha. Thầy sẽ ghi gỗ phẩy đá hoặc là èn cũng được. Bởi vì trong bài của chúng ta các bạn, người ta nói chúng ta là giữa ít hơn 3 tờ. Đó, không nhiều hơn 3 tờ. Rồi, trong câu này xin chúc mừng bạn nào biết được vật liệu này chính là timber các bạn này, and stone nha. Đó, bạn nào phẩy cũng được các bạn nha. Phẩy cũng được nha. Rồi, chúng ta đã xong câu số 29 các bạn. Trước giai đoạn này, trước cái thế kỷ thứ 18, phong cách truyền thống vật liệu xây dựng là gỗ và đá. Rồi, xong rồi. Bây giờ qua câu tiếp theo bạn nè. Đây chính là giai đoạn những năm 1920. Thì vật liệu xây dựng là thép, lợp, kính và bê tông. Và đặc điểm là khai thác công nghệ mới nhất. Còn phong cách của cái giai đoạn này là gì? Thầy kiếm nha. Bạn nhìn cái hai chữ này nè, thép, kính và bê tông, là cái đoạn hồi nãy thầy dịch đó. Đây, rồi là cái đoạn thầy dịch nè các bạn nè. Đây các bạn nè, hồi nãy thầy dịch các bạn nè. Bạn nhìn nè, như là thép nè, kính nè và bê tông các bạn nha. Đây, bê tông nè đó. Nhưng mà thầy chưa thấy cái chỗ nào mà có năm 1920 các bạn nha. Thầy chưa thấy năm 1920. Thầy tiếp tục đọc nè. Cốt thép bê tông đó các bác, nó đã làm mạnh những thanh thép được biết như là, đây chính là bê tông cốt thép. Thì những tiến bộ về công nghệ này các bác cũng giúp mang về nè, gây ra cái sự giảm của các ngành công nghiệp ở miền quê và một cái sự gia tăng về dân số đô thị. Bởi vì người ta di chuyển tới
thị trấn bạn nè, để làm việc trong những nhà máy mới. Tiếp tục nha, thầy chưa thấy năm 1920, thầy tiếp tục kiếm bạn nè. Thì những cái sự phát triển không có kiểm soát và rất là nhanh chóng nè đã giúp biến những khu vực thành phố thành khu ổ chuột. Xong, vẫn chưa thấy 1920 đúng không ạ? Rồi tiếp tục. Tiếp tục. Rồi có nữa bạn nè. Thì vào năm 1920 đấy bác, kiến trúc nè khắp châu Âu thì nó phản ứng lại những điều kiện cái mà được tạo ra bởi ngành, bởi cái việc công nghiệp hóa. Rồi thầy chưa thấy cái phong cách của cái ở cái giai đoạn này nha, thầy tiếp tục đọc các bạn nè. Thì một cái đây có rồi bác, mừng quá thầy đã tìm được rồi nè. Một cái phong cách mới của kiến trúc nổi lên để mà phản ánh nhiều những cái khái niệm lý tưởng hoặc là những cái ý niệm lý tưởng hóa cho tương lai. Rồi, nhưng mà cũng chưa thấy đúng không? Cũng chưa thấy ở cái phong cách này là gì luôn. Thầy đọc tiếp nha. Điều này có khả năng bởi vật liệu mới và cái kỹ thuật xây dựng và nó được biết tới như là chủ nghĩa hiện đại. Thì đây chính là cái phong cách này, là cái mà nãy giờ chúng ta tìm các bạn nha. Phong cách của nó là phong cách hiện đại. Xong. Đây, thầy kéo xuống nè các bạn nè. Bây giờ ở đây đó là sự ra đời của phong cách hiện đại. Đây chính là cái từ modern nè. Chỗ này á, ở cái phong cách này người ta viết hoa các bạn nha. Thì chỗ này thầy viết hoa luôn nè. Modern nè. Nism. Xong. Chúng ta đã xong câu số 30 các bạn nha. Bây giờ tiếp tục các bạn nè. Thì bây giờ đó, mục tiêu của thầy đó là tìm cái giai đoạn 1930 và 1950. Và đặc điểm của giai đoạn này là các hình thức đối xứng hình học. Phong cách của cái giai đoạn này là gì nè? Thầy sẽ đi tìm nha. Bước 1, thầy sẽ đi tìm cái thời gian này. Rồi thầy tìm cái phong cách của nó nha. Thầy xin chúc mừng bạn Dương Hùng nha. Đó, đó là đúng câu này nè. Thầy qua, thầy tìm tiếp các bạn nè. Thầy tìm tiếp. Cứ từ từ mà tìm quá. Rồi có nữa bạn nè. Có năm 1930 rồi nè. Có năm 1930 rồi. Tiếp tục. Thì vào những năm 1930 quá, nhiều tòa nhà nổi lên từ cái phong trào này. Có nghĩa rằng phong trào hiện đại này các bạn nè. Đó. Được thiết kế theo phong cách quốc tế. Rồi, thầy đã tìm được một cái phong cách từ những năm 1930 tới năm 1950. Các bạn nha, các bạn đọc thêm khúc này nè. Có nghĩa rằng cái khúc này nè, tới chỗ này nè. Thì người ta nói về cái International Style này, bạn thấy không? Rồi, tóm lại, câu này chính là phong cách quốc tế, các bạn nha. Rồi lỡ rồi thầy dịch thêm khúc này quá. Rồi thôi tí nó dịch, tí nữa đọc tiếp khúc đó, tìm thông tin từ khúc đó. Thì chỗ này đó, bạn viết với thầy là International các bạn nha, Style này. Trong sách, người ta viết là in hoa, thầy cũng viết in hoa luôn, bởi vì đây chính là cái tên của phong cách các bạn nha. Tiếp tục các bạn, thầy sẽ đi tìm chỗ nào mà có năm 1960 nè. Rồi, thầy đi tìm cái năm 1960 các bạn nha. Thì đặc điểm cái phong cách của nó là giảm chủ nghĩa hiện đại. Và ở đây đó, vật liệu xây dựng là những cái khối, những cái bộ phận mà đã được xây dựng trước đó rồi đem tới lắp ráp thôi bạn. Còn đặc điểm của cái giai đoạn này là gì thì thầy tìm trong bài các bạn nè. Bây giờ mục tiêu của thầy là tìm cái năm 1960 nha. Đó, thầy chắc chắn rằng sẽ thấy có những chữ này trong đây các bạn nha. Rồi bây giờ thầy tìm nè, 1960. Tiếp tục các bác, thầy đọc tiếp nè. Thì cái phong cách này các bác
Cái phong cách này nè có đặc điểm bởi cái việc sử dụng rất là nhiều của vật liệu mới và những hình thức này, hình học đối xứng đơn giản. Đó bạn thấy không? Nó đã có đặc điểm rồi đó các bạn. Thông thường với nè, với gì đấy các bạn? Thông thường với cái gì? Thông thường với những bức tường trắng được đỡ, được support thì được đỡ bởi những cái cột, giống như là những cái steel, là dạng như ở cái cột, giống như cái cột của những nhà sàn đó bác. Tóm lại rằng cây cột hình trụ giống như những cái cột đỡ của tòa nhà nhà sàn. Rồi tiếp tục các bạn nè, thì những cái tòa nhà này được loại bỏ này, đây ở trong câu này đó các bạn có từ strip off, là được loại bỏ bởi cái việc trang trí không cần thiết các bạn nha. Cái việc trang trí không cần thiết nè, cái mà đó nó làm giảm cái mục đích chính của cái phong cách này, cái tòa nhà này là phải được sử dụng hoặc là phải được sống trong đó. Tóm lại ở cái giai đoạn này đó, người ta loại bỏ bớt những thứ trang trí lỉnh kỉnh đi và cái mục tiêu nó thực tế hơn. Cơ bản rằng trong câu này thầy chưa thấy năm 1960 các bạn nha. Thầy tiếp tục tìm thông tin nè. Bởi vì thầy chưa thấy năm 1960. Tiếp tục các bác, ông này, cái người này được nổi tiếng như là cái tên này và cái người này các bác là một trong những cái kiến trúc sư có ảnh hưởng nhất. Cái người mà đóng góp tới việc phát triển của cái phong cách hiện đại này trong nửa đầu tiên của thế kỷ. Nhưng mà các bác, cái cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 1930 đó, và chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra năm này và năm này các bạn nha, đã ngăn cản ý tưởng này trở nên hiện thực hóa cho đến những điều kiện kinh tế được nâng cao và các thành phố bị chiến tranh tàn phá đó phải được xây dựng lại. Thầy cũng chưa thấy năm 1960 luôn bác. Thôi đọc tiếp bác, phải kiên trì bác. Đọc hiểu là phải kiên trì các bạn nha. Thầy nói rồi, ở đâu có ý chí, ở đâu có con đường các bạn nha. Nếu bạn bắt đầu, bạn sẽ tới các bạn nha. Tiếp tục nè. Thì vào những năm 1950 nè, cái phong cách quốc tế này đó đã phát triển thành những cái phương pháp phổ biến đối với việc xây dựng. Cái mà tiêu chuẩn hóa hình dạng của những tòa nhà trong những thành phố khắp thế giới cũng chả thấy năm 1960 60 luôn bác. Kiếm tiếp, tiếp tục các bạn nha, thầy kiếm tiếp nha. Thì không may mắn thầy bác, không may mắn thầy thì cái sự quan tâm nè với cái phong cách hiện đại này trong cái tính đơn giản đối xứng á, và chức năng của nó trở nên được khai thác vì lợi nhuận. Rồi, tóm lại được khai thác vì lợi nhuận. Tiếp tục các bạn nè. Thì cái sự ra đời, cái sự khám phá lại, cái sự ra đời của cái bê tông cốt thép nè rất là dễ dàng và nhanh chóng để mà handle, là để lắp ráp các bạn, để mà sử dụng. Và một cái khả năng nâng cao nè đối với những cái bộ phận của tòa nhà mà bạn làm trước, bạn đúc trước và bạn tới lắp ráp thôi, ý là vậy đó bác. Có nghĩa rằng thợ xây hoặc là những thầu xây dựng nè có thể đáp ứng ngân sách của các cơ quan quản lý các bạn nha, cơ quan quản lý nè, và xử lý một cái nhu cầu mới mẻ cho việc phát triển nhanh chóng và rẻ tiền. Thầy cũng chưa thấy năm 1960 luôn bác. Đọc tiếp nha. Sau nãy giờ thầy không thấy năm 1960 nha. Rồi thầy sẽ đọc tiếp này các bác. Chả thấy, đọc tiếp, đọc hoài luôn một đoạn dài luôn mà chả thấy luôn bác. Nhưng mà điều này dẫn tới nè, nhiều tòa nhà đó được thiết kế rất là tệ luôn. Ở bạn nha, cái mà nè, nó làm mất uy tín,
nó là mất tín tâm của cái mục đích ban đầu của chủ nghĩa hiện đại, của cái phong cách kiến trúc hiện đại. Chưa thấy luôn, tiếp tục quá, nãy giờ tìm hoài không thấy nè. Thầy sẽ qua câu tiếp theo nha. Thầy sẽ qua tiếp theo đọc tiếp các bạn nè. Sao không thấy? Thì được ảnh hưởng bởi ý tưởng của ông này quá. Lên cái vấn đề quy hoạch thành phố thị trấn nè. Thì mỗi thành phố lớn ở Đức Anh á, cái mà được xây dựng nè, trên những cái bất động sản, trên những cái khu vực nhà ở mà có nhiều tầng vào những năm 1960. Rồi tìm được rồi các bác, mừng quá. Cuối cùng cũng thấy được năm 1960 nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm các bạn nha. Có được rồi là rất là mừng luôn. Người ta hỏi chúng ta là đặc điểm của cái phong cách kiến trúc vào những năm này là gì nha. Thầy chào Hồng Nhung nha. Thầy chào Phạm Max nha. Thầy đọc tiếp nè. Thầy thấy chỗ này đó là sản xuất hàng loạt. Ý nói rằng xây dựng hàng loạt đó quá. Hoặc là họ xây dựng những cái khối mà lắp ráp sẵn hàng loạt. Và bạn có cái từ high rise nè. Có nghĩa rằng những tòa nhà trọc trời có chi phí thấp dường như đưa ra một cái giải pháp về vấn đề của nhà ở, của cái việc mà phát triển nhà ở trong những trong cái vì cái sự dân số ngày càng gia tăng trong thành phố. Thì thầy đọc tới khúc này nè, thầy thấy đặc điểm của phong cách này đó bác, chính là ở cái việc xây dựng nhà có nhiều tầng, hoặc là đặc điểm của nó là cái việc sản xuất hàng loạt, hoặc là những tòa nhà cao tầng với chi phí thấp. Đây chính là đặc điểm của cái giai đoạn này nha. Thì ở trong cái bài của chúng ta, các bạn nè, 32 này đó, người ta nói các bạn rằng không ghi quá 3 chữ. Thì các bạn có thể chọn cái đặc điểm nào để các bạn ghi nha. Đầu tiên nè, thầy chọn nè, cái từ sản xuất hàng loạt các bạn nha. Rồi, trong câu này, thầy chọn cái sản xuất hàng loạt các bạn nè. Mass produce nha. Đó, sản xuất hàng loạt. Hoặc có bạn nói thầy rằng á, em chọn cái từ low cost. Low cost là chi phí thấp các bạn nha. Những tòa nhà cao tầng, chi phí thấp, prices. Xong. Đó, chúc mừng bạn Dương Hùng nha. Bạn có thể ghi cái này nè, hoặc là bạn ghi cái này nè. Hoặc là có bạn nói là multi story nha, cũng được luôn nè. Đó, tóm lại rằng ở bạn nào mà ghi chữ này cũng đúng luôn nha. Đây chính là cái việc xây dựng nhà nhiều tầng nè. Xong, tóm lại bạn có nhiều cách ghi ở trong cái câu số 32 này. Rồi bây giờ thầy qua câu 170 các bạn nè. Thì giai đoạn năm 1970 đó, kết thúc kỷ nguyên hiện đại các bạn nha. Kết thúc kỷ nguyên hiện đại. Rồi, phong cách là kết thúc kỷ nguyên hiện đại nè. Và bạn có cái vật liệu xây dựng đó, người ta lại về cái vật liệu truyền thống các bạn. Và ở câu cuối cùng, đặc điểm là cái gì đó của các tòa nhà lịch sử nè. Thì trong câu này nè, câu 3 nè, thầy sẽ đi tìm chỗ nào mà có năm 1970 nè. Thầy sẽ đi tìm chỗ nào mà có năm 1970. Và chỗ nào đó, nó có cái từ historic buildings các bạn nè. Thầy sẽ đi tìm hai chỗ nha. Rồi, kéo lên tìm bác. Phải kiên trì thôi. Rồi, hồi nãy mình tìm tới đây nè. Mình tìm tới khúc này rồi. Mình chả thấy năm 1970. Bây giờ thầy tìm tiếp các bạn nè. Nhưng mà ngược lại, và problem ngược lại các bạn nha. Nhưng mà ngược lại, đáp ứng cái nhu cầu của con người quá, thì bất động sản mới, ý nói rằng những cái khu đất mới đó bác, thường chứng tỏ là cái sa mạc lộng gió,
và nó thiếu những cái cơ sở vật chất và những dịch vụ. Rồi tóm lại rằng những tòa nhà này các bác, nó thiếu cơ sở vật chất cần thiết cho xã hội và dịch vụ nè. Và nó được đặt ở các sa mạc lộng gió hoặc là ở những cái khu mà lộng gió các bạn nha. Chưa có thông tin chúng ta cần bác. Thầy sẽ qua phần tiếp theo nè. Thì nhiều trong những cái tòa nhà này thì gì các bạn này? Tiếp tục các bác. Được thiết kế rất là kém các bạn nha. Và được xây dựng và từ đó bị phá hủy. Tóm lại, xây dựng rồi phá hủy rất là nhiều bởi vì thiết kế kém, không đáp ứng được nhu cầu. Tiếp tục các bác. Bây giờ có cái chữ quan trọng của các bạn nè. Đây, có cái chữ quan trọng mà chúng ta cần tìm rồi. Đây chính là năm 1970 các bạn nè. Thì vào những năm 1970 các bác, một cái sự tôn trọng mới, y nói rằng các bác là một cái khuynh hướng mới đó, một cái gì đó mà chuẩn bị nổi lên đó các bác, cho cái nơi của những tòa nhà, trong những cái khu dân cư ở thành phố nè, bắt đầu nổi lên nè, bắt đầu xuất hiện các bạn nè. Tiếp tục nè, cái việc giữ gìn những tòa nhà lịch sử, thầy tìm thấy cái thông tin thầy cần rồi đó bác. Cái việc mà giữ gìn hoặc là bảo tồn những tòa nhà lịch sử, hay là cái việc chỉ giữ mặt tiền, cái mặt trước thôi, trở nên phát triển. Trong câu này thầy đã thấy được cái từ đây, những tòa nhà có giá trị lịch sử bạn này. Và cái từ mà chúng ta cần điền á chính là cái chữ này các bạn nha, cái việc bảo tồn. Rồi kéo xuống mắt điền này lập tức luôn, chúng ta đã tìm được cái thông tin chúng ta cần rồi. Thì ở chỗ này bạn thấy nè, người ta cho bạn chữ op này. Vậy thì chỗ này á, bạn điền cho thầy một cái danh từ ở các bạn nha, đây chính là cái từ preservation các bạn nha, preservation các bạn nha. Đó, việc bảo tồn những tòa nhà mang tính chất lịch sử. Rồi, chính là đặc điểm của cái giai đoạn này. Đúng rồi Dương Hùng nha. Thầy sẽ qua tiếp theo bạn nha. Thì đây cũng là năm 1970 luôn bác. Bạn thấy nè, 1970, chỗ này 1970 luôn. Thì bắt đầu của một cái kỷ nguyên gì đó bạn nè. Thì vật liệu mà được sử dụng trong giai đoạn này đó là kim loại và kính nè. Rồi tiếp tục các bạn nha. Thì công nghệ tinh vi được ca ngợi đó, được phô trương bác, được phô trương cái công nghệ tinh vi, được được phô trương. Rồi bây giờ thầy kiếm nè, thầy kiếm được cái năm này rồi đó, thầy sẽ kiếm cái chỗ nào mà bắt đầu của một cái kỷ nguyên gì đó các bạn nha. Rồi quay lên kiếm tiếp nè. Đây, thầy sẽ kiếm tiếp bạn nè. Hồi nãy kiếm ở đâu rồi? Đây đây. Rồi, tiếp tục các bạn nè. Thì chỗ này nè, ở các kiến trúc sư quá bắt đầu tận dụng nhiều phong cách xây dựng và vật liệu cái mà truyền thống đối với cái khu vực đó. Cuối cùng trở lại vật liệu truyền thống, bạn thấy không? Tiếp tục nha. Thì phong cách kiến trúc này thông thường á được nhắc tới như là high tech cũng xuất hiện ở trong bài của chúng ta các bạn. Người ta cho các bạn cái từ arose, arise, arose, arisen là nổi lên, là xuất hiện. Còn ở đây đó, người ta cho bạn cái từ emerging các bạn nè, nó cũng là nổi lên đó. Thì chào bạn Quang Phú nha. Thì phong cách xây dựng ở đây chúng ta tìm các bạn chính là high tech các bạn nha. Các bạn nha, chọn tháng tư high tech. Đây, năm 1970 luôn bạn nha. Người ta viết hòa luôn. Bạn nào mà tìm được cái phong cách này ở đây là rất là xuất sắc các bạn nha. Rồi, high tech có nghĩa rằng công nghệ rất là cao nè. Hàm lượng công nghệ rất là cao. Kỷ nguyên công nghệ cao. Chúng ta đã xong câu số 34 các bạn. Bây giờ mình qua câu tiếp theo nè, câu 35 nè.
Thì ở trong câu 35 các bác, đây là năm 1980 nha, những năm 1980. Bởi vì chỗ này có S các bạn nè. Thầy cảm ơn bạn Hờ Huyền nha. Rồi thầy cảm ơn. Cơ bản rằng á, thầy xem cái video của thầy trên YouTube á, dù cho cái lượt view nó không có nhiều, thông thường mỗi lần mỗi ngày á có vài vài chục view thôi, nhưng mà không sao. Thầy làm một phần vì đam mê các bác. Nếu mà thầy không có đam mê thì sẽ không làm được những cái video này các bạn nha. Bởi vì chữ nó nhiều lắm các bác. Bởi vì chữ rất là nhiều nè. Đánh máy cũng tốn rất nhiều thời gian các bác. Nên là các bạn ủng hộ video của thầy, thầy cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Đó, thầy cảm ơn các bạn ủng hộ video của thầy rất là nhiều. Tiếp tục các bạn nha. Tóm lại đây là kỷ nguyên công nghệ cao. Bây giờ thầy sẽ đi tìm năm 1980 nè. Thì đây chính là cái từ post là sau. Đây chính là thời kỳ sau hiện đại. Rồi, thời kỳ sau hiện đại. Thì đặc điểm của thời kỳ này là cái gì? Thầy đi kiếm cái năm này và thầy kiếm cái chỗ nào mà có cái đặc điểm của nó. Rồi, kiếm tiếp các bạn. Kiếm tiếp nha. Nãy giờ thầy kiếm á, là thầy dịch gần hết bài cho các bạn rồi đó các bạn nha. Đó, bạn nào mà theo dõi thầy thì hiểu được nguyên cái bài này luôn. Thầy cố tình các bác để dịch cho các bạn nguyên cái bài. Chứ mà nếu mà kiếm thông tin mà cần ở trong bài thôi á, nhanh lắm các bác. Rồi tiếp tục các bạn nè. Thì nó ca ngợi nè những cái thành tựu kỹ thuật và khoa học bằng cách phô trương cởi mở những cái kỹ thuật tinh vi, cái mà được sử dụng trong xây dựng các bạn. Đó, ở trong cái bài đọc này bạn thấy người ta dùng rất là nhiều mệnh đề quan hệ rút gọn bị động. Tiếp tục nè, thì những tòa nhà này các bác thông thường được làm bằng kim loại và kính nè, đó thủy tinh các bác. Những ví dụ tiêu biểu là cái sân bay này và những cái tòa nhà tên này ở London nè. Thầy vẫn chưa thấy năm 1980 nha. Chưa thấy 1980 quá. Tiếp tục kiếm quá. Thì sự vỡ mộng vì sự thất bại của nhiều sự bắt chước về kiến trúc hiện đại dẫn tới một cái mối quan tâm trong cái phong cách đa dạng khác nhau và những ý tưởng đa dạng khác nhau từ trong quá khứ và hiện tại. Rồi, vẫn chưa thấy năm 1980 luôn. Thì vào những năm 1980 các bác. Rồi, ta thấy rồi nè. Cái sự cùng tồn tại của cái gì khác nhau nè. Cái sự cùng tồn tại của những phong cách kiến trúc khác nhau trong cái tòa nhà giống nhau được biết tới là thời kỳ sau hiện đại. Thì ở trong câu này các bác, ở đây bạn đã thấy được đặc điểm của cái giai đoạn này rồi đó. Đặc điểm của giai đoạn này chính là cái gì quá? Sự cùng tồn tại của những phong cách khác nhau, phong cách kiến trúc khác nhau trong cùng một tòa nhà được biết tới là thời kỳ sau hiện đại. Tóm lại, một tòa nhà có nhiều kiến trúc, ý là vậy đó bác. Thầy xin chúc mừng bạn nào ghi cái đặc điểm thế này nhá. Đây chính là cái từ coexistence các bạn nè. Sự tồn tại các bạn nè. Của nè. Những kiến phong cách khác nhau. Style các bạn nè. Đây. Different style. Different style. Đó. Sự cùng tồn tại của các phong cách kiến trúc khác nhau. Người ta bắt chúng ta viết chỉ có tối đa ba chữ bác. Nên chỗ này á, thầy viết như thế này thôi, thầy gạch phát này, đó cũng đủ hiểu được cái đặc điểm của cái giai đoạn này các bạn nha. Thì chúng ta đã xong cái phần này rồi các bác, cái phần này rồi nè, là 9:35 rồi nè. Rồi ở cái khúc này đâu rồi, đây khúc này các bác, cái phần mà chúng ta cần làm á, cần tìm á, đã tìm được rồi nè. Còn một khúc nữa thầy dịch cho nó xong luôn để các bạn hiểu nguyên cái bài luôn. Rồi mình làm cái phần
bên dưới phía sau các bạn nha. Rồi tìm cái phần bên dưới sau. Đúng rồi bạn Quang Phú, bạn Dương Hùng nha. Tiếp tục các bạn dịch cho xong bạn à. Thì những kiến trúc xưa khác các bác, họ tìm trở lại về cái truyền thống cổ điển bác, ở cái khuynh hướng trong kiến trúc nè. Bây giờ đó là nó ưa thích ở cái thiết kế tòa nhà ở cái phạm vi nhỏ hơn, cái mà phản ứng nè, cái mối quan tâm của công chúng ngày càng gia tăng về vấn đề về môi trường quá, cũng như là cái hiệu suất về năng lượng. Thì giống như cái phong cách hiện đại bạn nè, thì người ta ngày hôm nay đó họ nhận ra rằng đó, một cái môi trường được thiết kế tốt thì nó nâng cao chất lượng cuộc sống, và nó không nhất thiết là phải được áp nó không nhất thiết là được đạt được bằng cách áp dụng một cái phong cách được xác định, được cho là đẹp các bạn nha, của kiến trúc. Rồi tiếp tục các bạn nè, thì kiến trúc thế kỷ thứ 20 đó bác sẽ vẫn được nhớ chủ yếu về về những tòa nhà cao. Thì những tòa nhà này đó, nó có khả năng trở thành hiện thực. Ý là nói rằng các bác là cái sự xuất hiện của những tòa nhà này đã trở thành hiện thực bởi việc phát triển của những cái khung thép nhẹ các bạn nè, và những cái thang máy dành cho khách hàng an toàn. Đó, chúng có nguồn gốc ở nước Mỹ quá, hơn cách đây một thế kỷ, để giúp đáp ứng nhu cầu cho cái việc sử dụng ngày càng tiết kiệm hơn của đất, và các kỹ thuật xây dựng nè được nâng cao quá. Thì những tòa nhà trọc trời trở thành một cái hiện thực, trở thành thực tế. Rồi, có nghĩa rằng xây dựng được rất tòa nhà trọc trời. Chúng thầy đã dịch xong cái bài này luôn rồi đó bạn nha. Thầy dịch xong 100% rồi đó bác. Bây giờ nè, chúng ta sẽ qua một cái bài tập tiếp theo bác. Thì ở bài tập này, bên đây nè, người ta cho bạn 5 câu bạn nha. Người ta cho bạn bài 6 nè, bài 7 nè, bài 8, bài 9, 40. Ở bên đây, người ta cho bạn là nguyên nhân. Ở bên đây đó, người ta cho bạn là kết quả, hoặc là hậu quả của các nguyên nhân này. Thì bạn tìm bên đây, rồi bạn nối bên đây nè. Rồi bây giờ thì tìm nè các bạn nè. Bây giờ thầy sẽ xem cái nguyên nhân này nha. Một cái sự di chuyển nhanh chóng của con người từ các khu vực nông thôn tới thành phố được làm tăng, được bóp cò quá, được bóp cò, được làm tăng đó, được đẩy mạnh đó bởi sự tiến bộ về công nghệ. Thì đây chính là nguyên nhân nè. Thì nguyên nhân này đó, nó dẫn tới ở cái kết quả là gì, cái hậu quả là gì nè. Hồi nãy thầy dịch đó, nó có khúc này rồi, không biết bạn nào đã tìm được chưa nè. Bây giờ nha, ở trong bài đó thầy tìm cái chỗ nào mà có cái từ rural area các bạn nè. Tóm lại rằng một cái sự di chuyển nhanh của người từ khu vực nông thôn đến thành phố được làm tăng bởi tiến bộ về công nghệ. Hồi nãy thầy tìm thấy rồi đó bác, không biết bạn nào đã thấy chưa nè. Đây nha, từ từ các bạn nha. Chữ quá trời các bạn, thầy nhìn trên màn hình bây giờ thầy tìm lại cũng mệt luôn đó bác. Đây nha, từ từ từ, hồi nãy thầy đã dịch ra rồi, có cái chỗ đó nha, có cái từ rural đó bác. Để thầy xem cái từ rural nó nằm chỗ nào nha. Từ từ nè, tìm các bạn nha. Đây đây, có rồi bác, có rồi. Thì chỗ này các bạn nè, những tiến bộ về công nghệ giúp mang về cái sự giảm của các ngành công nghiệp ở nông thôn, ý nói rằng là người lên thành phố hết rồi bác, và một sự gia tăng dân số đô thị bởi vì người ta di chuyển tới thành phố để làm việc, tới những nhà máy mới. Chưa thấy hậu quả, chưa thấy hậu quả, chưa thấy kết quả. Tiếp tục nè, thì những cái sự phát triển không kiểm soát và gia tăng này để biến những khu vực của thành phố thành khu ổ chuột. Tóm lại,
Hậu quả là biến nó thành khu ổ chuột. Bởi vì bác, người tới thành phố mà không có điều kiện mua nhà bác, thì họ sẽ phải ở đâu đó, trong những cái nơi lụp xụp các bác. Và nó chính là cái từ slum đó bác, là khu ổ chuột. Vậy thì câu 36 nè, thì kiếm chỗ nào mà nó liên quan vậy nha. Chất lượng cuộc sống, kiến trúc, phản ánh thì thời đại, rất nhiều những điều này đó đã bị sập. Những khung thép nhẹ và thang máy được phát triển, tòa nhà lịch sử được giữ gìn bảo trì, tất cả sự trang trí được loại bỏ ở các phần. Một số khu vực của thành phố trở thành khu ổ chuột. Ồ thầy tìm lỗi quá câu này nè. Đây chính là câu 36 bạn nha. Bạn chọn thầy cô G nè. Thầy xin chúc mừng bạn đã chọn cô G nè. Thầy chúc mừng bạn Quang Phú nha. Đã lâu lắm rồi Phú ha. Thầy nghĩ rằng phải là nửa năm. Không biết rằng trong nửa năm nay ở Phú làm gì Phú ha. Em quen người như thế nào nha. Rồi yêu người như thế nào. Rồi có khỏe không Phú ha. Cả nửa năm rồi mới mới thấy Phú nè. Câu 36 nè. Câu G các bạn nha. Bây giờ thầy qua câu 37 nè. Thì những tòa nhà mát trở thành đơn giản và có chức năng. Trở nên đơn giản và đúng chức năng của nó. Hồi nãy thầy dịch qua cái phần này rồi đó. Không biết bạn nào đã nhớ không? Đây. Thầy sẽ tìm chỗ nào mà có cái từ functional nè, hoặc cái từ nghĩa tương đương nha, và đơn giản nè. Rồi thầy tìm, hồi nãy thầy tìm rồi đó bác. Bây giờ thầy tìm lại nè. Nó hơi, chữ nó hơi nhiều quá. Nãy thầy dịch nó qua rồi đó. Để thầy xem nha. Để thầy xem chỗ nào của bạn nè. Hồi nãy thầy dịch cái đoạn mà loại bỏ trang trí đó bác. Trang trí bỏ hết. À đây đây đây, có rồi bác. Đây thì có rồi nè. Đây nha. Từ từ rồi. Thì những tòa nhà này nè được bị loại bỏ những sự trang trí không cần thiết. Cái mà nó tách biệt nó ra khỏi mục đích chính của nó các bạn. Cái mà làm mất cái mục đích chính của nó là được sử dụng hoặc là để sống trong nó. Thì đây các bạn nè, đây nè, có nghĩa rằng đó, người ta bỏ đi những cái sự trang trí không cần thiết. Cái mà làm mất đi mục tiêu cơ bản của tòa nhà là sống, là ở, chứ không phải loài vàng. Vậy thì cái câu, cái đoạn mà chúng ta cần á, đây các bạn nè. Đó, rồi thầy xuống thầy kiếm nha. Thầy xuống thầy kiếm bác. Đọc hiểu, đòi hỏi bạn kiên trì nha. Ngày hôm nay bạn làm cái bài này có thể bạn tốn 3 tiếng, nhưng mà bạn làm 100 bài thì sau này bạn chỉ cần tốn 20 phút, đúng yêu cầu của bài thi IELTS của bạn nha. Các bạn đọc hiểu trong đây nè. Tòa nhà trở nên đơn giản và có chức năng. Vậy thì tất cả các sự trang trí bị loại bỏ nè, là câu này đó. Trong bài đó bác, người ta dùng một cái cụm từ tương đương đó bác, nó bằng cái từ remove á, chính là cái từ strip off nè. Đó bác, đây chính là loại bỏ các bạn nha, loại bỏ. Rồi, tóm lại câu 37, thầy xin chúc mừng bạn nào chọn có F nè. Đó, tiếp tục các bác, nguyên nhân và hậu quả, kết quả. Một cuộc khủng hoảng kinh tế và chiến tranh thế giới thứ hai tác động vào châu Âu. Cái chuyện này xảy ra thì chuyện gì sẽ ra theo? Thầy kiếm chỗ nào mà có chiến tranh thế giới thứ hai nha. Hồi nãy thầy đã thấy được cái chỗ này rồi đó bác. Bây giờ thầy đi tìm nè. Các bạn nha. Thầy đi tìm nè. Hồi nãy thầy thấy có chỗ chiến tranh thế giới thứ hai bác. Đây, thầy tìm nha. Đâu rồi. Hồi nãy thầy tìm thấy chiến tranh, đây đây đây. Có chiến tranh thế giới thứ hai các bạn nè. Rồi, thầy dịch khúc này nha. Để thầy tìm cái thông tin nè. Nhưng mà cuộc khủng hoảng kinh tế trong những năm 30 và chiến tranh thế giới thứ hai, năm này tới năm này, đã ngăn cản
cái ý tưởng này trở nên được công nhận một cách rộng rãi, cho đến những điều kiện kinh tế được nâng cao và các thành phố bị chiến tranh tàn phá đó, được xây dựng lại. Có nghĩa rằng đó, ở cái cuộc khủng hoảng kinh tế quá, nó đã ngăn cản cái ý tưởng này trở nên hiện thực hóa. Ngăn cản ý tưởng này trở nên hiện thực hóa. Rồi thầy kiếm trong bài nha. Thầy kiếm trong bài các bạn nè. Thầy kiếm trong bài các bạn nè. Đây, thầy kiếm trong bài nè. Thầy đọc hết những cái chỗ này đó, thầy thấy câu hát nè. Những ý tưởng hiện đại không thể nào mà put into practice, có nghĩa rằng được đưa vào sử dụng, được đưa vào thực tế sử dụng các bạn nha. Đó, put into practice có nghĩa rằng bạn áp dụng nó, bạn thực hiện nó, bạn biến nó thành hiện thực. Cho tới thế phần thứ hai của thế kỷ 20, ý nói rằng từ những năm 1950 mấy trở về sau này đó bác, trở về tới năm 2000 á, thì trong câu số 38 thầy chọn câu hát các bạn này. Xong các bác, câu 38 thầy chọn câu hát. Thầy chúc mừng bạn Dương Hùng nha, bạn Linh Mai nha và bạn Quang Phú nè. Tiếp tục các bạn nè. Thầy qua câu 39 nè. Thì những cái khu nhà ở nhiều tầng quá, cái từ estate này đó, bạn dịch cho thầy là những cái tòa nhà ở nhiều tầng. Cái chữ này cũng là bất động sản đó bác. Hoặc là dinh thự nè, được xây dựng theo những cái ý tưởng đương thời, dựa trên cái việc lập kế hoạch đô thị ở thị trấn, ở thành phố. Rồi, bây giờ thì tìm câu 39 các bạn nha. Tóm lại, những tòa nhà xây để ở nhiều tầng được xây dựng theo những ý tưởng đương thời, dựa trên cái việc lập kế hoạch đô thị thành phố. Lập kế hoạch ở đô thị có nghĩa rằng chỗ nào xây căn nhà, chỗ nào xây cái công viên các bạn. Rồi bây giờ thầy kiếm bạn nè, thầy kiếm chỗ nào mà có xây dựng ngôi nhà nào cao tầng nè. Hồi nãy thầy kiếm được rồi đó bác, thầy kiếm phút này rồi đó. Bây giờ thầy kiếm lại các bạn nha. Hồi nãy thầy dịch, thầy đã thấy nó, bây giờ thầy kiếm các bạn nè. Đây, thầy kiếm câu 39 này các bạn nha. 39 nè. Chỗ nào đây? Từ từ nha. Chữ nó nhiều quá bác. Đâu rồi? Nhớ nhớ thấy thấy các bạn. Rồi, để thầy xem nha. Nhớ nhớ thấy thấy. Cái chỗ nào mà có nhiều tầng các bạn nè. Đây đây. Rồi, chờ thì xíu nha. Từ từ bác. Kiếm hoài không thấy nè. À, rồi, có rồi bác. Có rồi, mừng quá bác. Đây nè. Bạn thấy không? Tìm nó mà không dễ đâu bác. Thì chỗ này nè, bị ảnh hưởng bởi ý tưởng ông này về việc lập kế hoạch đô thị, thì mỗi thành phố ở nước Anh lớn á đã xây dựng những tòa nhà để ở nè, có nhiều tầng vào năm này. Rồi tiếp tục, chưa thấy kết quả, chưa thấy hậu quả. Cái việc xây dựng hàng loạt, cái việc những tòa nhà chọc trời chi phí thấp, dường như đưa ra một cái giải pháp cho vấn đề của cái việc mà dân số ngày càng tăng ở trong nội thành, nhưng trái với cái việc đáp ứng nhu cầu của con người quá, thì những tòa nhà mới này thường chứng tỏ là nó là những cái sa mạc lộng gió. Ý nói rằng những loạt tòa nhà quá mà gió thổi phừng 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 quá, nó thiếu đi những cái cơ sở vật chất cần thiết và những dịch vụ. Chưa thấy hậu quả đọc tiếp nè. Nhiều trong tòa nhà này bị
bị dị ứng. Nhiều trong tòa nhà này được thiết kế rất là kém và được xây dựng kém, và vì vậy nó bị phá hủy từ đó. Tóm lại, chúng ta thấy hậu quả rồi. Xây dựng không đúng mục đích, không đúng cái nhu cầu thật. Và cuối cùng nó bị demolish, là bị knock down, là bị phá hủy. Rồi, thì trong câu này nè, trong câu số 39 các bạn nha, hậu quả là bị phá hủy. Đây, xin chúc mừng bạn đã chọn câu C nè. Rất nhiều những tòa nhà này đã bị knock down, là bị phá hủy đó. Kéo sao? Xong các bạn nha. Ở đây chọn câu C mà. Đây câu C. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo bạn nè. Thì ít đất hơn phải được sử dụng cho tòa nhà. Hồi nãy thầy có dịch qua đó bác. Thầy thấy rằng á, cái phần mà tiết kiệm đất á, thì kiếm thầy cái chỗ nào mà tiết kiệm đất nè, ít đất hơn nè. Hồi nãy thầy đã thấy cái phần đó trong quá trình thầy làm những câu trên rồi đó. Đây các bạn nha. Chờ thầy xuất ra. Trong câu này các bạn nha. Trong này thầy dịch nè. Kiến trúc thế kỷ 20 đó sẽ chủ yếu được nhớ vì những tòa nhà cao tầng quá. Thì những tòa nhà cao tầng này được làm cho có thể, ý đó rằng người ta xây dựng được những tòa nhà này bởi sự phát triển của những cái khung thép nhẹ và cái thang máy dành cho khách hàng bạn nè. Thì chúng có nguồn gốc ở nước Mỹ qua hơn một thế kỷ để giúp đáp ứng nhu cầu cho việc sử dụng tiết kiệm hơn của đất. Đây, cái thông tin cần tìm bạn nè. Đây chính là cái mà chúng ta cần tìm bạn nè. Cho cái việc mà sử dụng tiết kiệm hơn của đất. Thì câu 40 đó là ít đất hơn được sử dụng bạn nha. Rồi. Khi mà công nghệ, kỹ thuật xây dựng phát triển đó, những tòa nhà trở nên thực tế. Thì cái này từ từ nha. Chúng ta phải tìm đây nè. Ở trong câu này bác. Bởi sự phát triển của những cái khung thép nhẹ nè và thang máy an toàn dành cho khách hàng. Thì tóm lại rằng á, có cái này có cái kia ở các bạn nha. Đây, người ta sử dụng tiết kiệm hơn thì người ta phải tạo ra được cái nhiều cái này. Đó, tự nhiên nhiều cái này thì phát triển. Vậy thì trong câu cuối cùng bác, câu 40, câu cuối cùng nè. Thầy xin chúc mừng bạn đã chọn câu câu cuối cùng nè. Đây, ở cái khung thép và những cái thang máy được phát triển. Tóm lại, càng ít sử dụng đất thì phải có thang máy. Ở đây bạn chọn thầy câu câu D các bạn nha. Đó, câu D. Chúng ta đã xong cái bài đọc hiểu này rồi các bạn nha. Bài đọc hiểu số 3. Thì chỗ này nè, bạn có phần viết các bạn nè, ở trong cái quyển sách của mình đó có phần viết các bạn nha. Những bài viết này khá là hay các bạn nè. Đây chính là những cái đề thi từ ban đầu đó. Thầy thấy rằng quyển sách, các quyển sách Cambridge đầu tiên đó, ở cái tính chất học thuật của nó rất cao và rất là hay các bạn nha. Các bạn có thể tham khảo thêm và tự luyện các bạn nha. Đó, đây là phần speaking của bạn nè, của quyển sách nè. Thì thầy đã hướng dẫn cho các bạn xong ở cái bài đọc hiểu thứ 3 của cái test 1 của quyển Cambridge 1 này. Đó. Trên hành trình của rất nhiều quyển này trong tương lai các bạn nha. Như thầy đã nói, ở đâu có ý chí ở đâu không được, từ từ thầy sẽ xong hết cho các bạn tham khảo các bạn nha. Thầy cảm ơn rất nhiều các bạn nè đã ủng hộ video của thầy nha. Thầy cảm ơn bạn Linh Mai nè. Thầy cảm ơn bạn Quang Phú nè. Thầy cảm ơn bạn Dương Hùng nè nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của thầy. Từ từ thầy sẽ xong hết các bạn nha. Thầy sẽ đi rì rì ra ra từng bước một. Những bạn nào xuất sắc sẽ không phù hợp với video của thầy các bạn nha. Đó, những bạn nào thích học chậm rì rì ra ra. Rồi thầy đã xong các bạn nha. Cái dạng đọc hiểu thi học sinh giỏi chuyên Anh lúc nào cũng có quá và càng ngày á càng phát triển cái dạng này quá. Thấy thầy cô rất khoái
bây giờ rất khoái quá, cứ đề thi chuyên ngành học sinh giỏi là mở ra là thấy liền các bạn. Thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Thầy xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon nè. Rồi Merry Christmas các bạn nha. Thầy dừng đây.